Bé con 3 tuổi liên kết với hệ thống phản diện, lại được cả gia đình yêu thích. Meo Meo là con gái ruột của tôi. Tôi mới là cha ruột Meo Meo. Meo Meo sau này lớn lên nhất định phải gả cho chị nhé. Bạn nói bậy, Meo Meo không thể gả cho bạn. Bạn ấy đồng ý lấy tôi rồi. Tiểu Đoàn Sùng đối với thứ này hoàn toàn không biết. Ánh mắt mong chờ nhìn về những viên kẹo lấp lánh. Bánh kẹo thuộc về bạn, Meo Meo thuộc về tôi. Tiểu Hy tỷ tỷ, Meo Meo có thể làm bạn bè với chị không? Đương nhiên có thể nha. Meo Meo muội muội, quá tốt rồi. Vậy sau này chúng ta chính là bạn bè rồi. Meo Meo muội muội là bạn tốt của chị. Nhiệm vụ mới được giao, mời túc chủ hãm hại nữ chính Tô Lạc Hy. Hệ thống tỷ tỷ, hãm hại là cái gì nha? Bé, hãm hại chính là bé làm chuyện xấu, sau đó nói là nữ chính làm. Tỷ tỷ, vậy cái gì tính là chuyện xấu nha? Câu hỏi này để hệ thống kém chút chập mạch. Tiểu nha đầu không hiểu hãm hại, cũng không hiểu làm chuyện xấu. Thống sinh quá gian nan rồi, thật hoài niệm quãng thời gian theo túc chủ trước kia. Có thể lời biếng đi ra bên ngoài chơi đùa. Hiện tại cái này thời thời khắc khắc trông coi. Con phải trả lời một số câu hỏi mang tính trẻ con. Tỷ tỷ, tại sao chị không nói chuyện nữa? Hãm hại chính là bé con đẩy ngã tiểu bằng hữu khác, sau đó nói là nữ chính làm. Meo Meo câu hiểu câu không ư một tiếng. Tỷ tỷ, nơi này có tiểu bằng hữu khác không? Đừng cản ta, để ta chết. Túc chủ khóa này quá khó theo rồi, không có tiểu bằng hữu khác. Chỉ có tỷ tỷ và Meo Meo muội muội. Biệt thự mặc dù rất lớn nhưng lại một tiểu bằng hữu cũng không có, cho nên cô bình thường rất cô đơn. Không có tiểu bằng hữu, Meo Meo phải làm thế nào làm chuyện xấu hãm hại tỷ tỷ nha? Hệ thống sóng điện đột nhiên chấn động. Bé, không thể nói ra được. Meo Meo gấp đến độ sắp khóc rồi. Ủy khuất xin giúp đỡ. Hệ thống tỷ tỷ, Meo Meo phải làm sao đây nha? Bé con không khóc. Bé có thể tự mình giả vờ ngã xuống. Khóc nhè nói là nữ chính đẩy bé. À, tỷ tỷ thật thông minh. Đôi mắt ảm đạm của Meo Meo lập tức phát sáng lên. Tỷ tỷ có thể giúp đỡ Meo Meo không? Giúp cái gì nha? Tỷ tỷ nhất định giúp Meo Meo muội muội. Meo Meo giả vờ ngã xuống, sau đó nói là tỷ tỷ đẩy có được không? Meo Meo tròn căng mắt mèo tỏa sáng đầy mong đợi. Tô Lạc Hy ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, Meo Meo muội muội là muốn cùng tỷ tỷ chơi đùa đúng hay không? Thì ra đây là chơi đùa sao? Meo Meo ngạc nhiên mở to hai mắt. Hệ thống tỷ tỷ thật tốt, phát nhiệm vụ mới là chơi đùa nha. Meo Meo thích chơi đùa. Chơi đùa. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bé như vậy hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Cái này nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta nổ tung tại chỗ. Con không bằng thừa cơ đi tìm Hoắc Ba Ba. Cô cảm giác bản thân đang nói chuyện với không khí. Ai nha, tỷ tỷ đem Meo Meo đẩy ngã rồi. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ mới. Đây mẹ nó nghiêm túc sao? Liên loại thao tác này cũng có thể qua. Khẳng định là xảy ra vấn đề ở đâu rồi. Rảnh rỗi đi tiệm sửa chữa kiểm tra lại. Cô cảm thấy trí thông minh của mình bị đè xuống đất trà sát. Hệ thống tỷ tỷ, bé con có phải là rất tuyệt không? Bé, thừa dịp hiện tại chạy trốn đi. Đi tìm Hoắc Ba Ba. Giọng nói của hệ thống đều tiều tụy rồi. Meo Meo mấp máy môi, nhìn Tô Lạc Hy với vẻ thất vọng muốn tiếp tục chơi đùa cùng với cô. Tiểu Hy tỷ tỷ, Meo Meo không thể chơi với chị nữa. Tại sao chứ? Meo Meo muội muội có phải là không thích tỷ tỷ nữa không? Không phải đâu, không phải đâu. Meo Meo muốn chạy trốn đi tìm Hoắc Ba Ba. Bé đem sự tình đều bàn giao hết rồi tính cái gì là chạy trốn? Hoắc Ba Ba. Đúng, Hoắc Vân Thành, Hoắc Ba Ba. Em đi một mình sao? Meo Meo gật cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc. Không được, Meo Meo muội muội vẫn là tiểu bảo bảo. Không thể một mình đi tìm Ba Ba. Tỷ tỷ đi cùng em có được hay không? Cùng lúc đó, phòng làm việc của Giang Tiện Lễ. A Tiện, nữ diễn viên hạng hai hãm hại cậu bỗng nhiên bị bắt rồi. Có chuyện gì vậy? Con tưởng rằng chuyện này phải sử dụng quan hệ của Giang gia đi giải quyết. Thật không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc rồi. Nhất định là do tôi mấy ngày nay buổi sáng 5 giờ hơn đã đi trong miếu dâng hương nên cảm động Bồ Tát. Câu này vừa nói ra, Giang Tiện Lễ bất giác liền nghĩ đến lời nói của Meo Meo lúc sáng. Miệng quả đen, nguyên rủa, chẳng lẽ có liên quan với tiểu nha đầu? A Tiện, tối nay đi ăn mừng một cái đi. Giang Tiện Lễ muốn đồng ý, một khuôn mặt nhỏ non nớt hồn nhiên lại xuất hiện trong đầu. Không khác đi, tối nay về nhà ăn. Giang Tiện Lễ vừa đi vào nhà liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Trước bàn ăn chỉ có Dung Tố Trinh và Giang Phụ ngồi. Đáy lòng của hắn không khỏi bối rối. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Meo Meo đâu? Meo Meo đi rồi sao? Chẳng lẽ nó thật không muốn người Ba Ba này nữa? Mong chờ nó đi, nhưng lần này nó đi, lại không hiểu sao thấy khó chịu. Dung Tố Trinh cả người mặt ủ mày trao. Không đi, sau khi chơi cùng nha đầu của Tô ra kia, tối nay ở lại bên đó rồi. Bà rất hối hận khi dẫn Meo Meo ra ngoài, để ở nhà tự mình nhìn vui vẻ biết mấy chứ. Tiện nghi người Tô ra một đêm rồi, Giang Tiện Lễ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con tưởng rằng nó thật đi tìm Ba Ba khác rồi chứ, thì ra chỉ là ở Tô ra chơi. Không phải con không thừa nhận nó là con gái con sao? Khẩn trương như vậy làm gì? Ô, mẹ từ nơi nào nhìn ra con khẩn trương vậy? Con là muốn biết nó đi hay chưa thôi. Đi rồi thì ăn mừng một cái. Phi phi phi, chớ nói nhảm. Nói trở lại Meo Meo còn là tiểu phúc tinh của con đấy. Nếu không phải sáng nay nó nguyền rủa con,
Bây giờ con còn đang bị người chửi đấy. Mèo mèo không ở nhà, đồ ăn đều không thơm nữa. Giang Tiện Lễ rất bất ngờ, cha hắn ngày bình thường hỉ nộ xưa nay đều là không lộ ra. Thật không ngờ mấy ngày nay bởi vì sự xuất hiện của tiểu nha đầu thay đổi lớn như thế. Không phải vậy sao, trong nhà thật vắng vẻ, tôi đều không thấy ngon miệng nữa. Giang Tiện Lễ cũng là ý nghĩ này, nhưng hắn không thể nói ra tự vào mặt mình. Thật sự là kỳ quái, tiểu nha đầu rốt cuộc là có ma lực gì, mới ở trong cái nhà này 2 ngày, thế mà có thể để cho người nhớ nó như vậy. Tôi đi gọi điện thoại cho Meo Meo hỏi một chút tình huống. Vừa vặn bọn họ gọi điện tới rồi. Tố Trinh, không xong rồi, Meo Meo và Tiểu Hy không thấy nữa.